Bốn niệm chuyển tâm. Nếu có vẻ như ta không làm gì cả, nhưng trái tim ấm áp luôn tỏa ra tình thương yêu, thì thật ra ta đang làm được rất nhiều. Niệm chuyển tâm thứ nhất, đề mục quán chiếu thứ nhất là vô thường. Trong cuộc sống, ta thường hay bám chấp vào rất nhiều thứ. Do chấp trước như vậy, nên chúng ta cứ phải tái sinh vào cõi ta bà này. Khi quán chiếu vô thường, ta nhắc ta rằng mọi thứ trong cuộc đời này đều thay đổi. Nếu quán chiếu hằng ngày như vậy, thì dần dần sẽ thấm được lý vô thường của vạn pháp, của vũ trụ, nhân sinh. Khi đó, tâm sẽ ngày càng bớt dính mắc vào luân hồi, sẽ dần phát được tâm xả ly. Vậy cách mà ta quán chiếu lý vô thường chính là để thay đổi tâm mình. Thay đổi tâm ở đây chính là thay đổi cách suy nghĩ về cuộc sống. Trước đây mình nghĩ cuộc sống là thường hằng, thì giờ mình phải đổi lại. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đều là giả tạm, không thường hằng. Tất cả là vô thường. Dòng thứ hai, ngay lúc này đây con đã có được những thuận duyên hiếm có. Thuận duyên ở đây tức là chúng ta có được thân người quý báu. Bình thường ta hay phung phí thời gian mà không ý thức được một cách sâu sắc rằng có được cơ hội làm người là vô cùng hy hữu. Chúng ta phí bỏ thời gian mà không đạt được một cái gì có ý nghĩa chân thật trong cuộc đời. Ta phải biết trong sáu cõi ta bà này để được sinh làm người là một điều cực kỳ khó khăn. Đầu tiên phải gieo nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp, phải tạo rất nhiều công đức, tích lũy nhiều thiện nghiệp. Thứ hai, phải có ước nguyện mãnh liệt được sinh ra làm thân người. So sánh về số lượng chúng sinh trong cõi ta bà này, thì chúng sinh cõi người vô cùng quý hiếm so với các cõi khác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Con người có thể đi lạc đường, sử dụng trí thông minh và tri thức có được cho những mục đích xấu ác, đó là trí thông minh bất thiện. Chúng ta cần gieo ba gốc rễ điều lành để có thể có được thân người quý báu. Thứ nhất, phải giữ giới tốt. Giữ giới ở đây trước hết là biệt giải thoát giới. Thứ hai, phải cúng dường bố thí rất nhiều, hay nói tóm lại là phải tích lũy thiện nghiệp. Thứ ba, phải cầu nguyện, phát nguyện rất mãnh liệt là ta sẽ tái sinh làm thân người. Khi đã hội đủ được cả ba điều kiện như vậy thì mới có thể sinh được làm thân người. Ngược lại, khi đã được tái sinh làm thân người như vậy thì cũng phải biết rằng mình đã phải nỗ lực rất nhiều như thế nào trong quá khứ. Nếu mình biết như vậy thì sẽ biết trân quý cuộc đời này. Điều thứ hai cần phải quán chiếu về sức mạnh đặc biệt của con người là trí khôn, là tri thức. Nhờ có trí khôn, có tri thức, có trí tuệ mà ta có thể học tập, tìm hiểu giáo lý, tức tuệ văn, tư duy quán chiếu, tức tuệ tư, và đưa ra giáo lý vào thực hành phát triển trí tuệ, tức tuệ tu, và đạt tới quả vô thượng bồ đề. Chính nhờ có trí khôn, có tư duy quán chiếu mà chúng ta mới phát được tình thương yêu, tâm từ bi và tâm bồ đề và kiến tánh. Tuy nhiên, con người có thể đi lạc đường, sử dụng trí thông minh và tri thức có được cho những mục đích xấu ác. Đó là trí thông minh bất thiện. Thí dụ, ngày nay người ta dùng kiến thức khoa học để chế tạo nhiều thứ vũ khí giết người độc ác, gây nhiều đau khổ cho con người trên trái đất. Tri thức của nhân loại có sức mạnh vô cùng lớn, nhưng phải sử dụng nó như thế nào? Đó mới là điều chúng ta phải suy nghĩ. Đức Phật, bậc thầy của trời và người, đã dạy cho chúng ta cách chân chánh để sử dụng trí thông minh, sự hiểu biết. Ta phải học theo Ngài để sử dụng trí thông minh và hiểu biết một cách tốt nhất, đặng mang lại hạnh phúc chứ không phải khổ đau cho mình và cho người. Câu cuối cùng,
ta chẳng biết khi nào vô thường sẽ lấy đi mạng sống. Đời là vô thường, và ta không bao giờ có thể chắc chắn cái gì sẽ tới ngay khoảnh khắc tiếp theo của cuộc sống. Không ai trong chúng ta dám chắc mình còn sống được bao lâu trên cõi đời này. Cái chết có thể xảy đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Vì vậy, phải quán chiếu một cách sâu sắc lý vô thường, luôn luôn nhắc mình nghĩ tới cái chết. Cái chết có thể cướp đi cuộc sống quý báu của mình bất cứ lúc nào. Thì ta sẽ tăng thêm quyết tâm, nỗ lực tu tập và nỗ lực hành trì chánh pháp. Ta vẫn nói, con người vừa mới sinh thì cái chết đã cận kề. Người ta có thể lặp đi lặp lại điều đó nhiều lần, nhưng không hết lòng chân thật quán chiếu ý nghĩa những gì ta nói thì cũng không thể chuyển hóa được tâm. Thông thường, khi có chuyện xảy ra, ta không nghĩ tới nghiệp và nhân quả. Ta luôn quên rằng vì ác nghiệp đã tạo mà tai họa luôn rình rập. Đó là vô thường, là thân phận của ta. Thay vào đó, ta luôn luôn tự bào chữa và đổ hết tội lỗi cho người. Ta không thành thật với chính mình, không chân thật tin vào nhân quả, không chân thật quán chiếu vô thường. Ta không chuyển được tâm, không sửa được mình. Nếu ta đổi thái độ, bất cứ chuyện gì không tốt xảy ra liền nghĩ tới luật nhân quả, tới lý vô thường, thì tâm sẽ chuyển. Họa và phước đều vô thường, đều do ta tạo dựng. Tự trách mình, tự sửa lấy mình, đó là cách duy nhất để có hạnh phúc. Trách người khác là nguyên nhân của đau khổ, trách chính mình là con đường của hạnh phúc. Trong cuộc sống, khi có chuyện xảy ra, người ta hay than khóc. Cuộc đời này bạc ác với tôi, người đời tàn nhẫn với tôi. Ta hãy suy nghĩ kỹ lưỡng hơn để hiểu cái gốc của rắc rối này nằm ở đâu. Đúng là thế giới này cũng hung dữ thật, nhưng nếu quán chiếu một cách sâu sắc hơn, tỉnh tại hơn, thì sẽ thấy nghĩ như vậy là sai. Bất cứ một bất hạnh nào ta gặp trong cuộc sống đều bắt đầu từ ta, từ sự phản ứng của chúng ta với ngoại cảnh. Khi gặp chuyện gì không vừa ý, mình liền phản ứng. Và lập tức đó sẽ là một khởi đầu của một chuỗi những điều khó chịu, những điều không tốt xảy ra. Nhưng nếu mình chấp nhận nó với thái độ bình tĩnh, thì lý do để nó tiếp tục sẽ biến mất. Vậy những điều bất hạnh trong cuộc sống thường do phản ứng của ta mà ra. Nếu tâm của chúng ta tĩnh lặng, thì mọi chuyện sẽ qua. Còn làm ngược lại thì sẽ khiến cho càng ngày mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn. Vậy tất cả đều do cách suy nghĩ, lối phản ứng của ta đối với mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống, chứ không phải do cuộc sống. Cuộc sống thiện lành mỉm cười với ta, hay bạc ác với chúng ta, cay nghiệt với ta, hết thảy đều do ta, do phản ứng của ta đối với cuộc sống, không phải do cuộc sống. Trang 18, phần mở đầu niệm. Dù sinh bất cứ nơi nào trong luân hồi cũng đều là nhân của khổ não. Trong niệm chuyển tâm này, chúng ta quán chiếu bản chất đau khổ của luân hồi. Trong phần này, chúng ta sẽ quán chiếu những điều Đức Phật dạy trong Khổ Đế. Dù chúng ta sinh ra ở bất cứ cõi nào trong lục đạo luân hồi này thì cũng không thoát khỏi đau khổ. Đau khổ chính là bản chất của cõi ta bà này. Khi quán chiếu như vậy, chúng ta cũng quán chiếu nhân quả và nghiệp để thấy rằng đau khổ là do chúng ta đã gieo nhân ác trong quá khứ, nên nghiệp sẽ theo chúng ta như hình với bóng. Nếu chúng ta tin chắc vào luật nhân quả, thấm thía bản chất của đau khổ, thì sẽ cẩn thận hơn trong lời nói và những hành động để tránh quả báo không tốt lành. Dòng tiếp theo, bất cứ nghiệp thiện hay ác nào, con tạo chắc chắn sẽ đem đến quả báo sướng hay khổ. Theo luật nhân quả, nhân chúng ta đã gieo thì chắc chắn quả sẽ phải gặt. Ác nghiệp ắt dẫn tới khổ đau, thiện nghiệp ắt dẫn tới hạnh phúc. Nhân quả không bao giờ sai khác. Là một người tu Phật, chúng ta rất cần phải có hiểu biết sâu sắc về luật nhân quả.
nhưng hiểu không thôi chưa đủ, phải áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Phải luôn luôn quán chiếu để thấy được vận hành của nhân quả trong cuộc sống bình thường. Để luôn nhớ tới có hạnh phúc thì phải gieo quả lành, muốn khỏi đau khổ thì phải tránh xa điều ác. Hiểu biết sâu sắc luật nhân quả là nền tảng căn bản để hiểu những giáo lý khác. Quả báo tới do động cơ, do tâm của ta quyết định, chứ không phải do hành động bên ngoài. Khi quán chiếu, ta phải biết cách vận hành của luật nhân quả, nếu không vẫn có thể tu sai và lạc vào đường tà. Một trong những điều quan trọng cần phải biết là quả báo tới do động cơ, do tâm của ta quyết định, chứ không phải do hành động bên ngoài. Vậy cho nên, khi ta làm một việc gì đó để động cơ trong sáng, đúng đắn, thì chắc chắn nó sẽ mang đến quả tốt lành. Còn nếu làm việc gì đó, bề ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng động cơ của ta lại không trong sáng, không đúng đắn, tâm của ta không tốt lành, thì chắc chắn quả báo sẽ không tốt đẹp. Vì vậy, quả báo xấu hay tốt không phải căn cứ vào hình thức công việc bên ngoài, không phải căn cứ vào lời nói bên ngoài, mà căn cứ vào tâm, vào động cơ của người làm việc đó. Đây chính là điều cốt lõi mà chúng ta phải biết. Chúng ta cần phải học để phân biệt được đâu là cái bên trong, cái chính yếu, cái chân thật, còn đâu là cái vẻ bên ngoài, cái không chân thật. Nếu không thì chúng ta cũng sẽ không có được sự hiểu biết đúng đắn, sâu sắc, và chính cách tu sai sẽ tạo nghiệp báo nặng nề. Vậy khi làm bất cứ một việc gì, phải quán chiếu nghiệp và nhân quả cho kỹ lưỡng. Dù ta đang hành trì công phu, đang làm Phật sự hay làm các công việc bình thường trong xã hội, thì điều quan trọng là phải nhận biết được động cơ. Vì động cơ quyết định cái quả sẽ trổ. Động cơ để có được hạnh phúc, để có được quả lành là cái tâm hướng thiện, tốt lành. Khi đó, dù ta có làm bất cứ việc gì, thì quả trổ bao giờ cũng là quả lành. Nếu lễ lại trì chú mà tâm của ta là tâm sân hận, ganh ghét, ích kỷ, thì quả ta gặp không bao giờ là quả lành. Nếu ta công phu hành trì, làm Phật sự mà tâm không trong sáng, chỉ lo tính toán cho lợi riêng mình, tu thế cũng không đạt được kết quả gì cả. Ngược lại, nếu có vẻ như ta không làm gì, nhưng tâm ta tốt lành, luôn hướng thiện, trái tim ấm áp, luôn tỏa ra tình thương yêu, thì bề ngoài có vẻ như ta không làm gì cả, nhưng thực ra ta đang làm được rất nhiều. Có được tình thương yêu và tâm vị tha, đó chính là nhân của mọi hạnh phúc trên đời. Chúng ta ít khi chịu suy nghĩ thật sâu sắc để hiểu rằng tâm sân hận tai hại ghê gớm tới mức như thế nào. Bởi không nhìn thấy được nên ta rất dễ coi thường những điều vô cùng hệ trọng. Ta cũng cứ để cho tâm mình nổi sân, nổi giận tam bành mà không lường hết những hậu quả khủng khiếp mà nó có thể đem đến. Cần phải nhớ rằng những cơn sân hận, kể cả những nóng giận không có ác ý, tức không cố tình làm ác, thì cơn nóng giận như vậy vẫn có thể gây ra những tai hại không thể tưởng tượng nổi. Phải biết sân hận có một sức mạnh hủy hoại ghê gớm tới mức nào. Ngài Shantideva trong cuốn Nhập Bồ Tát Hạnh đã nói: một thoáng sân hận, tức là cơn giận chỉ trong một thoáng thôi, cũng đủ thiêu hủy cả rừng công đức mà chúng ta tích tụ qua hàng nghìn kiếp. Vì vậy, cần phải hết sức tỉnh giác, hết sức cẩn thận ngay khi thấy tâm mình bắt đầu có một thoáng niệm sân nổi lên. Dòng cuối cùng: nguyện Đức Bổn Sư hộ trì cho con được đắc đạo giải thoát. Đọc dòng này, ta hướng tâm tới Đức Bổn Sư, xin Ngài ban gia trì gia hộ cho mình đạt tới giác ngộ giải thoát qua việc quán chiếu bốn niệm chuyển tâm. Nền tảng của bốn niệm chuyển tâm là tứ diệu đế. Toàn bộ giáo lý Phật Đà, phần hiển giáo, tổng nhiếp trong bốn niệm chuyển tâm này. Đây chính là nền tảng
để chuẩn bị bước qua giai đoạn nội ngontro. Muốn tu nội ngontro thì trước hết phải làm tốt phần ngoại ngontro, vì lúc đó tâm ta mới thực sự sẵn sàng. Do đây là phiên bản ngắn nên phần ngoại ngontro cũng rất ngắn. Ngontro Longchen Nhiên Thiết là một trong rất nhiều nghi quỹ ngontro của Kim Cang Thừa Tây Tạng. Các truyền thống khác của Kim Cang Thừa cũng đều có ngontro. Đó là nền tảng căn bản quan trọng để bước vào các pháp tu cao hơn. Các dòng phái khác như Kanchupa, Gelugpa cũng có những nghi quỹ ngontro riêng của mình. Ngay trong dòng phái Nyingmapa, các dòng truyền thừa khác nhau như Dzogchen, Kantok, Panyu, dân dân cũng có những nghi quỹ ngontro riêng. Về chữ tu, tu nhưng phải tu một cách chân thật, hết lòng. Không quan trọng ngontro do vị thầy nào truyền, dòng truyền thừa của mình là dòng nào. Quan trọng là phải tu để chuyển được tâm, phát được tâm xả ly, chán bỏ luân hồi, hướng tâm về chánh pháp. Theo dòng truyền thừa nào không quan trọng, mà quan trọng là theo một dòng truyền thừa. Quan trọng là tu, chứ không phải là nói về việc tu. Người nào theo nhiều dòng truyền thừa thì rốt cuộc là người không theo dòng truyền thừa nào hết. Thọ nhận giáo lý là một điều tốt, nhưng nếu nhận quá nhiều giáo lý thì điều đó chẳng khác gì việc kiếm tiền. Nếu chúng ta chỉ chuyên chạy đi học đủ thứ giáo lý thì rốt cuộc mình cũng không biết mình đang đi về đâu, sẽ phải làm gì với những thứ giáo lý đó. Vì vậy, thầy muốn khuyên các bạn, chúng ta chỉ nên để tâm mình tập trung vào một việc thôi, đơn sơ và giản dị, chúng ta sẽ tu được. Điều quan trọng là phải chân thành, tu nhưng phải tu một cách chân thật, hết lòng. Nếu dồn tất cả mọi nỗ lực, đam mê cho việc thực hành pháp, thì ta sẽ tiến bộ trên con đường tu. Nhưng thông thường thì ta hay tự nhủ rằng, tu cũng tốt mà không tu cũng chẳng sao. Và thế cho nên khi không có việc gì để làm nữa thì ta tu. Tu như vậy thì sẽ không đi tới đâu cả, không mang lại kết quả gì cả. Chúng ta nên nuôi dưỡng tấm lòng trân quý, say mê đối với chánh pháp. Phải quý trọng pháp, phải dồn thời gian, sức lực và tình cảm của mình cho pháp và bớt đi những mối bận tâm thế gian. Có một điều thường thấy trong cuộc sống, chúng ta luôn bận rộn với đủ thứ việc. Với chúng ta, việc gì cũng quan trọng cả, cho nên việc tu tập là việc cuối cùng. Hiểu như vậy thật nguy hiểm. Nếu chúng ta có việc tu tập là ít quan trọng nhất, thì tức là việc giải thoát ít quan trọng nhất. Mà tu là để đạt tới hạnh phúc chân thật. Chúng ta muốn hạnh phúc chân thật, nhưng lại coi chuyện tu là việc cuối cùng, thì tóm lại chúng ta muốn hạnh phúc nhưng lại tìm tới khổ đau. Nếu nói tu là chuyện cuối cùng thì rốt cuộc hạnh phúc cũng là chuyện cuối cùng chăng? Phần kết. Khi giúp quý vị tu thì thầy cũng tu luôn. Thầy thật sự đánh giá cao tâm nguyện của các quý vị. Tâm chí thành cầu pháp với động cơ cầu pháp trong sáng. Thầy cũng hiểu mọi người ở đây đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhiều chướng duyên để có thể tổ chức được chuyến đi này của thầy. Nhưng điều tốt đẹp nhất là bây giờ chúng ta có thể gặp nhau được ở đây, có thể thọ được pháp và làm được lễ như thế này. Đó là một kết quả rất tốt đẹp. Tất cả những điều đã xảy ra, có cái tốt, có cái không tốt. Nhưng là người tu Phật, chúng ta phải biết chấp nhận. Bản thân thầy ngay trong chuyến hoằng pháp này cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng thầy biết rằng những chướng duyên đó rồi chúng ta cũng sẽ qua. Thầy hứa sẽ giúp quý vị tu ngontro. Cho dù như vậy thì thầy sẽ phải làm việc vất vả hơn đấy. Thầy cũng muốn mọi người hiểu rằng thật sự thầy cũng không phải là một người đặc biệt. Thầy chỉ là một hành giả rất bình thường thôi.
Nếu có một cái gì đó khiến thầy trở nên đặc biệt hơn một chút, thì đó chính là Pháp. Thầy có được may mắn hơn chúng ta ở đây là được sinh ra trong một môi trường Pháp thật tuyệt vời, phải tu tập ngay từ khi còn nhỏ. Vậy chỉ đơn giản là thầy may mắn hơn chúng ta mà thôi. Thực ra những kinh nghiệm về tu tập thầy cũng còn rất ít ỏi. Nhưng có một điều thầy có thể nói chắc với quý vị, đó là thầy có tấm lòng chân thật. Với tấm lòng chân thật, tấm lòng tốt đó, thầy hy vọng sẽ giúp chúng ta được. Khi giúp quý vị tu thì thầy cũng tu luôn. Thầy cố gắng để chuyển hóa tâm mình để ngày càng từ bi hơn, đặng có thể giúp quý vị được nhiều hơn. Thầy cũng có một may mắn. Dòng truyền thừa Longchen Nhiên Thiết là một dòng truyền thừa thanh tịnh, trẻ, mới, nên nó có sức mạnh, năng lực gia trì gia hộ rất lớn. Tuy nhiên, là hành giả của dòng truyền thừa đó, ta có nhận được năng lực gia trì gia hộ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính ta, chứ không phải vào dòng truyền thừa. Nếu ta tu tốt, tu chân thật thì chắc chắn sẽ nhận được nhiều năng lực gia trì. Còn nếu không tu tốt thì tất cả mọi cố gắng nào đó cũng đều là vô ích mà thôi, và ta rốt cuộc không nhận được gì cả. Bài giảng ngày 13 tháng 10 năm 2012. Ngoại ngôn tro. Có tâm xả ly thì mới có được tính tâm kiên cố và lòng khao khát không biết mệt mỏi đối với chánh pháp. Nghi quỹ này tên là Zopa Genpo Longchen Nhiên Thiết Ngôn Tro. Đầu tiên, thầy sẽ giảng về chữ Dzogchen là chữ viết tắt của Zopa Genpo. Dzogchen là tri kiến mà chúng ta phải tu tập để đạt tới trong truyền thống cổ mật. Theo truyền thống Nyingmapa, đây là tri kiến rất cao, là trí huệ viên mãn. Chữ Longchen có nghĩa là chân như. Longchen Rabcham là tên của vị tổ để trình bày tri kiến thanh tịnh của Zopa Genpo dựa trên sự tu chứng của Ngài. Tên của Pháp tu lấy theo tên của Ngài Longchenpa có nghĩa là chân như của Zopa Genpo. Longchenpa là một đại học giả Phật giáo rất nổi tiếng, và Ngài cũng nổi tiếng bởi trí tuệ siêu phàm. Ngài đã thông đạt được tất cả các giáo lý vĩ đại mà Đức Phật để lại. Tuy nhiên, tinh túy, tinh yếu của toàn bộ tri kiến của Ngài được Ngài gọi là Dzogchen. Và nhiên thiết có nghĩa là tâm yếu, tinh yếu, giọt tinh, là tâm yếu của Longchenpa, của chân như. Mặc dù là một đại học giả Phật giáo, nhưng Ngài Longchenpa đồng thời cũng là một người tu rất nghiêm túc. Ngài cũng giống như Milarepa. Không có gì cả, Ngài là một kẻ hành khất, nhưng mọi người gọi Ngài là đạo sư, là yogi. Ngài chỉ là một kẻ lang thang ngủ trong một cái túi, một cái túi ngủ. Không phải là một cái túi ngủ thời thượng đắt cả ngàn đô la của các quý vị đâu. Ngoài cái túi ngủ ra, Ngài không có gì cả. Ngài sống trong một cái hang, Ngài chỉ thọ khoảng 50 tuổi, và khoảng 30 năm Ngài dành trọn cho việc ẩn tu. Ngày hôm qua, chúng ta đã học phần ngoại ngôn tro, trong đó có trình bày 4 niệm chuyển tâm. Đó là thân người quý báu khó gặp, bản chất vô thường của sinh tồn, bản chất của luân hồi là đau khổ, luật nhân quả. Vì sao gọi là 4 niệm chuyển tâm? Bởi vì nếu chúng ta sử dụng chúng để quán chiếu thường xuyên hàng ngày như là một pháp tu, thì chắc chắn chúng ta sẽ chuyển hóa được tâm mình. Ta sẽ đổi cách nghĩ và cách sống. Tại sao ta lại phải đổi cách nghĩ, phải chuyển hóa tâm? Đó là bởi vì tâm ô nhiễm của chúng ta sẽ liên tục lôi kéo ta mãi lún sâu trong luân hồi. Vì vậy, ta phải đổi hướng tâm.
ta dùng bốn niệm chuyển tâm làm pháp đối trị để phát tâm chán bỏ luân hồi. Hiểu được tình cảm của chúng sinh, ta sẽ phát nguyện tu tập để đi theo con đường của chánh pháp. Bốn niệm chuyển tâm này dùng làm đối tượng quán chiếu, giúp ta phát được tâm xả ly. Vì vậy, bốn niệm chuyển tâm này rất quan trọng, rất cần thiết. Ta phải dùng những pháp đó để quán chiếu, tu tập thường xuyên nếu bạn muốn trở thành một người tu chân thật. Tại sao chúng ta cần phải có tâm xả ly? Tâm xả ly là cái mà người tu không thể không có. Tâm xả ly khiến cho tâm của người tu trở nên mạnh mẽ, kiên định. Có tâm xả ly thì mới có được tính tâm kiên cố và lòng khao khát không biết mệt mỏi đối với chánh pháp. Thông thường chúng ta chỉ siêng năng tu tập được một hai bữa, rồi thì phân tâm và quên lãng. Ta lại bắt đầu dễ vui, biến nhát. Tâm ta cứ lúc nào cũng trồi lên trục xuống như vậy. Tại sao? Tại vì ta không có được một hiểu biết giáo lý thật sự thâm sâu, vững chắc. Ta không hiểu thấu bản chất luân hồi, bản chất cuộc sống hiện tại. Vì vậy mà tâm không kiên định. Tâm xả ly có tác dụng gì đối với chúng ta? Mình có thể đặt câu hỏi, ai là người có tâm xả ly? Đức Milarepa là một người có tâm xả ly tuyệt đối. Ngài đã phát nguyện và từ đó không bao giờ thay đổi con đường mình đã chọn, đã dâng trọn cuộc đời của mình cho Pháp. Cuộc đời Ngài có vô vàn những cực khổ cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng Ngài không bao giờ lùi bước. Ngài vượt qua mọi những chướng duyên và luôn tiến lên phía trước, nhờ đó mà đạt được thành tựu rất cao. Chúng ta làm cho được điều mà Đức Milarepa đã làm. Phải thực hành Pháp với tâm dũng mãnh như Ngài đã thực hành. Phải cương quyết vượt lên mọi khó khăn thử thách như Ngài đã vượt. Phải làm được như vậy. Nghi quỹ Ngontrol mà chúng ta đang có trong tay là bản ngắn. Nghi quỹ gốc của nó dài hơn nhiều, chứa đựng đầy đủ nghi quỹ Longchen Nhiên Thiết Nguyên Thủy. Chúng sinh trong thời hiện đại vô cùng bận rộn kiếm sống, không có nhiều thời gian tu tập, nên bản ngắn sẽ phù hợp hơn. Để tiện cho mọi người, Thầy đã cắt bỏ một số phần và thu gọn lại cuốn nghi quỹ. Phần ngoại ngôn tro trong nghi quỹ dài rất đầy đủ. Trong đó có rất nhiều lời tụng nguyện rất sâu sắc và hay mà trong bản ngắn hầu như đã bị cắt bỏ. Ví dụ như phần quán chiếu đau khổ của luân hồi thì có trình bày rất cụ thể nỗi đau khổ của chúng sinh ở các cõi khác như thế nào. Khi chúng ta đã tìm hiểu được rất chi tiết và tỉ mỉ nỗi đau khổ của chúng sinh ở mỗi cõi là như thế nào, thì những cái đó sẽ có tác dụng chuyển hóa tâm rất mãnh liệt. Vì vậy, chúng ta nên thực hành quán chiếu về đau khổ của luân hồi để hiểu đầy đủ hơn, chứ không chỉ dừng lại ở nghi quỹ ngắn này. Ngoài ra, chúng ta cũng cần tìm hiểu thêm giáo lý để quán chiếu những niệm chuyển tâm khác, để có được hiểu biết sâu sắc và đầy đủ hơn về cuộc sống. Chỉ khi đó, ta mới biết trân quý thân người này, mới hiểu thật sâu sắc thế nào có nghĩa là được làm người.